Em Đạt chào quý anh chị cô chú. Thì ngày hôm nay em Đạt cũng lên một cái bất động sản thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha anh chị. Thì cái bất động sản mình là nằm giáp bên thị trấn luôn, cách thị trấn mấy trăm mét đó, thị trấn Phước Bửu anh chị. Nó nằm trên cái trục đường Thiên Phước anh chị, mặt tiền đường Thiên Phước, đường nhựa 10 mét, có cổng rảnh làm hai bên luôn rồi anh chị, đường mới trải nhựa luôn. Thì em Đạt muốn giới thiệu tới một cái bất động sản là có nhà sẵn cấp 4, ngang 5 mét, sâu 20. Thì để em Đạt quay cái khu dân cư này cho anh chị xem. Đây, nhà cửa rồi xung quanh hết rồi. Sản của mình nằm đây nha anh chị. Để em nói sơ về bất động sản của mình là mình đi cái hướng này là nó đi ra quốc lộ 55, đi lên hướng Bà Rịa, Sài Gòn đó, đó anh chị, Vũng Tàu rồi đó. Còn mình đi cái hướng này tầm vài trăm mét là ra thị trấn Phước Bửu, đi biển Hồ Tràm tầm khoảng 8 phút, 7 cây số anh chị, đi biển Hồ Tràm 7 cây số. Nó ngang 5 từ đây qua đây, xây hết đất luôn nha anh chị. Nhà sẵn, nhà cấp 4. Cái khu này thì bán kính một cây số là đầy đủ tiện nghi luôn anh chị ơi. Có chợ, nói chung đầy đủ tiện nghi luôn, sạc bên thị trấn mà anh chị. Đất mình lùi tới đây nha anh chị, xây hết đất luôn. Khu này thì yên tĩnh. Thì chủ nhà bán là giá 1 tỷ rưỡi nha anh chị. 1 tỷ rưỡi là giá chốt luôn anh chị. Mình sửa sang đưa lại mặt tiền này thì buôn bán được, buôn bán kinh doanh được, cho thuê nhà luôn rồi. Em Đạt cũng xin dân video tại đây luôn, 1 tỷ rưỡi cho cái bất động sản này. Thì anh chị có chủ nào mà quan tâm thì gọi tới số điện thoại em Đạt là 0878 567 179 nha anh chị. Em Đạt cũng chào quý anh chị cô chú.